Họ là một đối thủ mạnh ở trong bảng và họ là một đối thủ là có thứ hạng ở châu Á. Chúng ta phải nên tôn trọng đối thủ và hiểu điều đó. Nhưng ở trong bóng đá cũng có nhiều điều nó xảy ra. Và tôi cùng cầu thủ của tôi sẽ nỗ lực cố gắng hết sức mình. Và chúng ta có một chút lợi thế với sân nhà, có sự ủng hộ đông đảo khán giả. Cùng tất cả các bạn báo chí thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ cố gắng nhập cuộc trong trận đấu tới thật tốt. Cá nhân em nghĩ là bóng đá mình không thể nói trước được cái việc thắng hay thua. Quan trọng nhất là Việt Nam hiện tại đang có những cái lợi thế. Cá nhân em nghĩ là cái sự gắn kết mà tuân thủ chiến thuật của huấn luyện viên trưởng thì toàn đội sẽ có một cái kết quả tốt trên sân chung nhất. Cái sự trở lại của Tuấn Anh với Xuân Trường ở cái khu vực tuyến giữa là một cái điều rất tốt cho đội tuyển Việt Nam. Và trong tương lai nữa là rất tốt cho đội tuyển U22 tham dự SEA Games. Tôi nghĩ Xuân Trường và Tuấn Anh cộng với những cầu thủ có thể là đã thu hồi bóng tốt, những kiểu văn hùng của Quảng Nam và Hoàng Thịnh của Thanh Hóa thì chúng ta sẽ có sự vững chắc và có thêm sự sáng tạo trong tấn công nhiều hơn ở hàng tiền vệ. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng biết được sự khó khăn của các đội bóng đạo hồi, nhưng họ không thể ưu tiên cho chúng tôi trong tháng ăn chay Ramadan vì đây là giải của châu lục nên chúng tôi phải chấp nhận. Chúng tôi không thể yêu cầu AFC phải hoãn lịch đấu cho chúng tôi, vì thế cách tốt nhất là chúng tôi phải thích nghi. Trong tháng ăn chay Ramadan, vấn đề dinh dưỡng sẽ khiến cho thể lực cầu thủ bị ảnh hưởng nhiều, nhưng chúng tôi cũng đã quen và cũng đã có cách để thích nghi. Tôi tin toàn đội sẽ đủ thể lực để đá trọn 90 phút.